Chính vì vậy mà dù rằng anh có một thành tích tưởng nhưng vẫn đang thiếu tất cả vị trí trung vệ. Như vậy tỷ số là 1-0, quá bất ngờ, công cáo được người ghi bàn. Ngôi sao công cáo của bên phía FC Bồi đã lên tiếng kịp thời bằng cú ra chân đẳng cấp. Hạ gục Hoàng Duy Nam. Đây cũng là pha dứt điểm trúng đích đầu tiên dành cho FC Bồi. 1-0, kết quả quá bất ngờ. Khi mà sân bay dâng ra tận dụng các cơ hội không tốt, họ đã phải trả giá bằng một bàn thua. Bàn thua đến ở phút thi đấu thứ 15. Đây rồi, Tuyến ơi! Tỷ số được một đều, vẫn là cái tên quen thuộc Kha Đức Châu. Trước đó là một tình huống làm tường hay của cầu thủ đã số 99 là cái tên Trần Lương. Và làm tường mà nhiều khán giả của câu lạc bộ Thương Bánh Dương Gia liên tưởng tới Trọng Kiệt. Một cái đệm đồng vừa đủ đực để giúp cho Kha Đức Châu có một khoảng trống lớn. Anh dứt điểm chéo góc tuyệt vời để cầu thủ Thành Việt Hưng. Tỷ số được một đều. Công cao, quá chuẩn xác, bóng đi vào góc cao. Dù rằng Duy Nam đã đánh người hết cơ rồi nhưng cũng không thể ngăn cản với pha dứt điểm đến từ cái tên công cao rất bình tĩnh. 2-1. Đó là sự nghiệt ngã của bóng đá khi mà bạn không thể tận dụng cơ hội tốt trong quãng thời gian bạn sở hữu, đặc biệt là cái tên cầu dũng. Thì bây giờ đây đội hình của FC Thương Mại Chúng Ta họ đang phải đối mặt với một bức cửa tử thần đang dần dần khép lại vào vòng bán kết. Cái tên tham dự buổi lễ này đều là những vì sao tinh tú nhất rồi. Dứt điểm không vào, cú đá đối và tuyệt đối của Việt Anh, nhưng bóng đi nhẹ và anh đã phải có 2-3 dứt điểm. Việt Anh người vào sân thành người. Việt Hưng đã làm rất tốt được các tình huống trước đó rồi, còn bây giờ thì Việt Anh là người đã trừng phạt với sai lầm của hàng phòng của đối phương. 2-2. Công cáo vào Duy Nam, công cáo không vào, như vậy bóng vẫn vào. Dù anh Duy pha nhảy múa của Việt Hưng, Việt Hưng và bóng đi ra ngoài. Ngọc Nhật đạo Rafford không vào, quá chuẩn xác. Pha diễm nằm túc lưới của thủ thành Việt Hưng Nam. Thế Lim, một cú đệm lòng đánh lừa thủ thành Duy Nam. Thế Anh, một pha dứt điểm sệt, quá chuẩn xác. Quá chuẩn xác. Thành Huệ, quá chuẩn xác. Pha dứt điểm vào chính giữa khung thành thì Văn Hậu. Văn Hậu, quá chuẩn xác. Lại thấy tâm lý đang thuộc về FC. Quá chuẩn xác. Cú đệm đồng đầy bản lĩnh. Văn Thanh, một pha sút penalty. Đạt ba, rất tiếc nuối khi mà Việt Hưng đã chạm được một. Việt Hưng, quá chuẩn xác. Quá chuẩn xác. Lần thứ ba công cáo thực hiện thành công. Ngọc Nhất, lần này chuẩn xác rồi, không có một sai lầm nào. Đánh thế, tiếp tục đánh lừa được thủ thành Duy Nam. Hành Huệ đi ra ngoài, vâng, như vậy chiến thắng đã thuộc về FC Bồi với tình huống dứt điểm penalty đi ra ngoài.